Xin chào anh em, chào mừng quay lại với kênh xe 2 tiếng giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe Suzuki Siat ạ. Chiếc xe Suzuki Siat nó thuộc phân khúc của hạng B, cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Hyundai Accent, chiếc xe Toyota Vios, chiếc xe Kia Suluto chiếc xe Mitsubishi Astra cũng như là chiếc xe Mazda 2 ạ. Vậy video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Suzuki CS này Đang có những gì Thì em giới thiệu cho một cách chi tiết cụ thể ạ Còn em mà chưa đăng ký kênh của em Thì anh em mới đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 24 giờ của em Sẽ chuyên về giá xe Tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok em sẽ đi vào Vấn chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em Về phần giá xe Với giá miếng của chiếc xe này đang là 529 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán với giá đang là 470 triệu anh em nhá. Tức là giảm giá cho anh em là 59 triệu tiền mặt đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Suzuki Seat này năm Mỹ Nội đang là 556 triệu Trả góp thì đang là 187 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 527 triệu Trả góp thì đang là 158 triệu ạ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 545 triệu. Trả góp thì đang là 176 triệu ạ. Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bài như nào thì anh gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Chiếc xe Suzuki Seat nó là chiếc xe nhập khẩu như trước nên là sẽ không được hỗ trợ thuế trước bạ 500 đâu anh em nhé nên là tổng bánh nó cũng khá là cao đấy ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi vì giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi số ngày như nào thì anh em điền tin như là tên địa chỉ, số điện thoại, loại xe cân tâm, hình thức trả thẳng trả góp. Để gửi lại thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Và trong phần trả góp thì mà tính với anh em là anh em thể vay được 80% giá trị của xe Thời gian vay thì lên tới 75 hoặc 8 năm đấy ạ Ok, về video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Suzuki Seat rất là chi tiết cụ thể rồi Về video này xin phép em sẽ dừng video ở đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Suzuki Cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng rất nhiều hãng xe trên trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em sẽ dừng giờ đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem video này các bạn